Chào ông bà cô chú anh em và các bạn. Trở lại với Thủy Family Oregon USA đây mọi người ơi. Ông bà cô chú khoai lang tây nè mọi người. Bây giờ gà nó ra mổ, cái nào mà không nằm ở dưới đất á thì vợ chồng Thủy sẽ đem vô ha. Đào lên đem vô. Còn cái nào mà nó nằm sâu dưới đất thì khoai lang tây này á thì mình để qua mùa đông được nha mọi người. Mình chỉ lấy ra rơ mình bỏ vô thôi. Ok. Cùng Thủy đào thôi, vợ chồng Thủy đào thôi nè mọi người nè. À, yeah. Wow, ok. Rồi đào đi đó đi. Đào lên đó đi. Lấy lì nó xin. Cái này ghét ạ. Oh, over here first. Rồi. Gì con? Rồi rồi. Để chồng phải đào lên nè. Đó, cái cây đào này là triệu mấy nha mọi người. Cái cây đào khoai lang tây á là triệu mấy. Nhưng mà mua đó chắc mình là đào khoai lang của mình được luôn. Wow. Oh my god, look at that. They're too much small. Maybe we book back, daddy. No. No, that one's done growing, baby. Oh, yeah? They've been in there for baby potatoes. Oh, we're gonna do baby potato. Wow. They've been in there for a while now. All these ones where the tops are gone, might as well get those. They're good. Okay. Go ahead. Wow, God, be a doubt, huh? All right, Lily, we'll get this one next. Lily, mocha, you got that? That one's green. You gotta, no, it's not. This is green. Can't eat that part. You gotta keep it somewhere dark. All right, got it, go. Để daddy đào lên. Lily, mocha, mo. Well, we can keep it. Mocha, để cho daddy đào lên coi. Dark for a while, and it'll turn red. Đi chín chín cả. No. Đào lên. Nói chung là ở nhà cũng hết phải lan tay rồi. Đào lên để làm món gì ăn. Để sẵn ở trong nhà. Mà khoai lang tây thì mọi người nên nhớ là để ở trong bóng tối nha. Chứ mà mình để có ánh nắng là nó mau hư lắm. Nó sẽ có nó sẽ có rễ á. Nhưng mà nó có rễ rồi thì mình ăn không có tốt. Đó, lên đây kia. Quá trời ơi kia. Lấy đi con. Book it, book it back. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Baby potato hả con? Em bé potato hả? Oh, đây nè, đây nè. Đi quên. Lụm vô đi con, lụm vô. Lụm vô đi. Ồ vậy hả? Rồi lụm vô đi. Oh, baby potato hả? Baby potato, baby khoai lang tây. Nói đi con. Này, á xịn. Lấy đi, lụm, bỏ vô thùng đi con. Bước lên nè đi con. Book in a bucket. Nice and Lily. Check it up and book in a bucket. Ở vô con. Ờ đúng rồi, bỏ vô đây con. Yeah. Nice and Lily, bỏ vô cái bucket đi con, bỏ vô thùng. Bỏ vô cái thùng đó đi con. Lụm, bỏ vô. Look for any that are fully ripe, like this one over here. They're raised up where we gotta worry about the chickens getting them. Mm. All the rest of them, we'll just get how many we need for right now, okay? Okay. Mấy cái mà nó lòi lên. In the ground, when it starts to freeze, we'll cover them with straw and it'll just keep our potatoes like that. Okay, daddy. Đó, chồng thì nói á, chồng thì nói là cứ cái nào mà nó không có lòi lên, chị kiên gà không có ăn á, thì mình để đó đi. Trời ơi! Wow! Wow! Quá trời luôn kìa! Ôi ôi cái nè. Đã chưa? Ôi nó bự nè mọi người. Trời ơi đã chưa? Bỏ thùng đi con. Lụm bỏ dưới thùng. Thì chực kinh gà không có ăn thì mình để dưới đất. Giống như mình thấy nói á thì mình lấy gom á, mình bỏ ở trên mặt cái cây. Thì không có thì mình để qua mùa đông được. Khi nào mình ăn thì mình ra mình đào lên thôi mọi người. Đó, người Mỹ người ta biết phải lăn tay chứ thì đâu biết. Này chồng thì chị hay á, nói thì biết á. Rồi lụm bỏ vô con, lụm bỏ vô. Lụm bỏ vô, đúng rồi, giỏi quá. Ờ vậy hả baby, bỏ vô cho mẹ đi. Á xin lấy lì giúp mẹ. Á xin lụm bỏ vô đi con. Ôi ôi quá trời luôn. Nè. Anh nông dân. Anh nông dân Mỹ. Anh nông dân Mỹ, ông thì cái gì cũng ngửi, cái gì cũng thử, cái gì cũng ăn á mọi người ơi. À, cái gì ổng cũng ăn thử hết, ổng check trên mạng á rồi xong rồi ổng ăn à, cái gì ổng cũng thử hết trơn
Không có sợ chết rồi, không sợ nguy hiểm rồi. À. Bây giờ đi con. Ồ, quá trời luôn hả? Đã quá. Lấy lì áo xin nó phai lan tay. Ờ, bây giờ con. Bây giờ. Bây giờ cho mẹ đây. Rồi, đã quá đi. Okay, that's good for there. Over there, honey, over there, down there, there's some come up. Oh, down there. Nha, bỏ vô đi con. Bỏ vô thùng cho mẹ. Quá trời ơi. Bỏ xuống có mấy củ mà bây giờ được quá trời mọi người. Ai ở Oregon mà muốn trồng pha lan tay là trồng được nha. Còn pha lan ta thì chưa có thu hoạch. Rất là ngon luôn. Quá trời bự, quá trời to luôn. Nhưng mà phải tìm cái đất nó mềm nha mọi người. Đất nó xốp, chứ mà đất nó không xốp là không được. Ở chỗ này đất nhà thì xốp lắm nè. No, it's okay. Không sao đâu, đó đi. Ở dưới kia kìa, đó đi. Ở dưới kia. Nè, ở dưới đây nè. Nè, nó. Đây nè. Ồ, nè, nè. Ồ, hả. Ồ, rồi, đào đi, đó đi. Dạ. Lụm bẫy đó cho mẹ đi con. Ồ, wow. Ôi, quá trời ơi. Bự quá. Đã quá. Trời ơi coi coi. Ôi, ta ở nhà thấy đất xốp không? Trời ơi nó bự. Chỗ này đất nó xốp nè mọi người, cho nên là hả cái củ khoai lang nó bự, khoai lang đây nó bự dễ sợ luôn. Còn mấy cái này thì nó không có lên nữa nha. Nãy thì nói chồng thì không ấy, mình bỏ xuống cho nó lên, chồng thì nó hết rồi. Hôm nay vợ chồng thì đào như đây là đủ rồi nha mọi người. À, rồi bây giờ mấy cái mà nấy lên thì chồng thì sẽ bỏ đất lên. Bỏ đất lên để cho mấy con gà nó ra đựng mổ á mọi người. Rồi mình để đến khi nào mình ăn thì mình ra mình đào. Thì nó có chất dinh dưỡng hơn ha. Uh-huh. Rồi. It's called a thistle, right? Thistle. Thistle roots are edible. Ah. Tastes like an artichoke. Artichoke? Rồi ở dưới đất vậy mà ổng ăn luôn mới ghê thấy không? Thôi để thì xé cái nào sạch sạch chút ăn ha. Can I try? Yeah. Huh. Artichoke? It's not an artichoke, it's a thistle, but they're in the same family, so the roots taste like an artichoke heart. Artichoke Việt Nam, what is it? Nói thấy không mọi người, ra cho con gái thử cái nào mà ổng ăn á. Ông ấy để nhiều khi ông nói nhiều mà con đi con lạc trong rừng á, là con biết cái gì con ăn để con giữ mạng của con trở về. Đây, nó. That's one of our edible wilds. Trời, cái này khó quá, thì không dịch ra được. Delicious. Cái này ăn nó giống như là cái bông, cái hoa artichoke là cái gì, artichoke á mọi người. Cái gì nó dạng giống như artichoke vậy đó. Cái lá nó vậy nè, nó đau nha mọi người, nó có gai. Nhưng mà ăn cái rễ của nó giống như là artichoke nha mọi người. Gai ha. Giờ để cha con nói chuyện với nhau đây. Này thì lùm phải lần tài bỏ vô mọi người ơi. Ôi quá trời rồi. Đó, vậy là ăn được mấy ngày đó mọi người. Ăn lần có mấy củ chứ nhiều. Đó, mà nấu cái gì có pha lăng tay là không có nấu cơm nha. Tại vì nó có chất bột rồi đó. Pha lăng tay này nó có chất bột. Nhưng mà mình thì mê cơm. Ngày người Mỹ thì mê pha lăng tay. Nó dạng như thế này. Đó, mê trái còn. Rồi, thu hoạch được. Như đây nè mọi người. Đó. Rồi, ha. Hai chị em nữa kìa. You don't have any parsnips. You can always... Rồi, xong. See all these roots? Uh-huh. You're not supposed to let them do that. Oh, yeah? You know where those roots are, they're trying to grow little potatoes in here. Little... No? Yeah? phải là của thủy nó bò quá cho bò chồng thủy nói phải chăm sóc nó, phải cắt nó, phải coi nó đi chỗ nào mà thủy cứ để cho nó bò lung tung từng ngầu quá rồi mọi người ơi. Giờ ổng la thủy rồi ổng nói không có chăm gì hết trơn. Đúng là bà thủy này, bà làm cho vui thôi chứ bà cũng không có quan tâm nhiều. Bị chồng la rồi. Nhưng mà vậy nha mọi người, đôi lúc mình phải để cho chồng mình cảm thấy là ổng là tất cả, ổng là rất là giỏi, rất là hay nha. Đàn ông mà lúc nào cũng phải có mặt mũi nha.
Cho nên vuốt mặt nãy mũi đó. Thôi để chồng la đi, không la chừng nào cũng đã thôi. Ông hay la cái con vợ này lắm. Hả? Hả? Hey, sweet potato con, nó pha lan, pha lan. À, coi nè. Rồi, ok. Huh? This you might as well take in the house. What, chicken in the house? No, keep them wrong. It's getting cloudy. Uh-huh. Ở đây con ơi, đây, 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 đây. Rồi, thì cảm ơn ông bà, cô chú, anh em và các bạn ghé vào channel của Thủy nha. Mọi người thương Thủy thì cho Thủy một like, hay một share. Và đăng ký ủng hộ Thủy nha cả nhà. Chúc cả nhà mình thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Vợ chồng con cái hôm nay ra chăm sóc phai lăng tay và phai lăng ta. Bye bye. Giờ cho con nó ra bứt mấy trái dâu ăn nè mọi người. Cũng cuối mùa rồi. Cho nên là, đây lấy lì nè. Thích lắm. Nhà ai mà có con nít á, trồng cái vườn nhỏ nhỏ, làm cái vườn nhỏ nhỏ. Cho con mình tham quan, thu hoạch này. Tìm hiểu thêm trái cây, đồ ăn. Mình phải tự làm khó khăn như thế nào, công sức như thế nào. Thì con mình sẽ quý đồ ăn hơn. Con bỏ vô miệng nha. Mới ngủ dậy. Tóc tai kìa. Ông ngoài trời lạnh rồi mọi người. If you grow strawberries, there's a chance that you'll get... Wait. Hi. Go ahead. If you grow strawberries, there's a chance that you might get strawberries like this. Ăn đi con. Meat, try. It's good. Tastes like candy. Oh, ăn giống ngọt giống kẹo mọi người. Maybe like a sort of bubble gum. Ăn giống kẹo mà kẹo Singer á mọi người. Nó ngon giống vậy đó. Thích không? Mục mà.